Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành nghị quyết số 28 hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Mục tiêu của nghị quyết tạo chuyển biến mạnh mẽ thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn mới. Về tổ chức bộ máy, yêu cầu tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổng thể tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, vận hành thông suốt cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Về công tác cán bộ, yêu cầu thực hiện nghiêm quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền, hoàn thiện các quy định về cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ, nhất là trong đánh giá, giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ. Thu hút tuyển dụng nhân tài, thể chế, chủ trương của Đảng về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Khuyến khích cán bộ từ chức khi có khuyết điểm, kịp thời thay thế cán bộ bị kỷ luật, cán bộ năng lực hạn chế. Uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Kiên trì thực hiện có vào, có ra, có lên, có xuống trong công tác cán bộ. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng quan tâm khác. Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị, động lực, thông minh, kết nối với khu vực và thế giới. Đó là một trong những mục tiêu mà nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra. Để đạt được mục tiêu này một cách tổng thể và đồng bộ, đòi hỏi các địa phương phải có nguồn kinh phí hết sức lớn. Đây là một trong những nội dung quan trọng sẽ được bàn thảo tại Hội nghị Đô thị Toàn quốc năm 2022 được diễn ra vào ngày mai, 30 tháng 11. Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới World Bank, có khoảng 25% dân số đô thị ở Việt Nam đang sinh sống trong các khu vực đô thị chưa đạt tiêu chuẩn yêu cầu. Do đó, cần phải xây dựng cơ chế, quy định tổng thể của các đô thị, xây dựng các chương trình cải tạo, chỉnh trang đô thị như thế nào cho hiệu quả. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, cần một khoản kinh phí khổng lồ. Vì vậy, bên cạnh nguồn lực từ ngân sách, các địa phương cần phải huy động từ nguồn lực xã hội hóa. Con số sẽ rơi đâu đấy, vào rơi vào khoảng 250 tỷ đô trong vòng từ nay đến 2030. Đấy, và trong đó thì như vừa rồi thì ở đây sẽ có đại diện của Ngân hàng Thế giới hay ADB, các quý vị đều biết là trong vòng khoảng 10 năm thì cái ngân sách chúng ta huy động được nó chỉ rơi khoảng 5 đến 7 tỷ đô. Trong những con số như tôi vừa nói là rơi khoảng 200 đến 250 tỷ đô, thì thứ nhất nó sẽ là một thị trường rất lớn, nhưng đồng thời nữa nó sẽ đòi hỏi rất nhiều các cơ chế chính sách để làm sao chúng ta có thể huy động sâu hóa được, thu hút được các nguồn lực. Trên thực tế, nguồn lực để phát triển đô thị thường được các địa phương lấy từ vốn đầu tư công. Tuy nhiên, số vốn này không đủ để triển khai một cách đồng bộ. Để đạt được mục tiêu, theo tinh thần nghị quyết 06 của Bộ Chính trị, các chuyên gia cho rằng, theo kinh nghiệm từ các quốc gia trên thế giới, cần tối đa hóa nguồn lực từ chính sách thuế nhằm tạo thêm nguồn lực để phát triển đô thị. Cái thứ nhất là từ thuế tài sản, tức là đất đai, nhà cửa là sẽ phải đánh thuế tài sản. Và đấy chính là nguồn thu từ đất rất quan trọng. Tiếp theo thì họ đưa ra cái gọi là thu từ giá trị đất đai tăng thêm. Cái điều này rất quan trọng là bởi vì thế này, là chúng ta cũng biết rằng một cái vùng đất nông nghiệp giá nó rất là rẻ rúng, nhưng chỉ cần có quy hoạch đô thị tại đấy thì lập tức là giá bắt đầu tăng. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ban hành chương trình hành động về chỉnh trang và phát triển đô thị, và Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã ban hành cái kế hoạch để thực hiện cái chương trình hành động về chỉnh trang và phát triển đô thị, trong đó tập trung vào hai cái nhiệm vụ chủ yếu. Thứ nhất là di dời nhà ở trên ven kênh rạch, và thứ hai là xây dựng sửa chữa lại các chung cư hỏng trước năm 1975. Việc hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý phát triển đô thị cần gắn với những đổi mới về hướng tiếp cận quy hoạch và phương pháp triển khai quy hoạch trong thực tiễn phát triển đô thị, đảm bảo tính khả thi của các quy hoạch, chương trình, dự án phát triển. Hệ thống đô thị Việt Nam chỉ có thể phát triển bền vững nếu có sự thống nhất giữa các cấp quy hoạch, có được định hướng quy hoạch tích hợp, chiến lược, thực chứng và có sự tham gia xuyên suốt của các bên trong việc nhận diện và giải quyết các vấn đề nổi cộm của từng địa phương, từng khu vực và toàn bộ hệ thống. Báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia ngày hôm nay cho biết, trong 11 tháng đầu năm 2022, toàn quốc xảy ra hơn 10.300 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.800 người và bị thương hơn 6.900 người.
So với 11 tháng đầu năm 2021, thời gian cả nước đang phải giãn cách xã hội để chống dịch COVID-19, số vụ tai nạn giao thông tăng 170 vụ, tương đương 1,67%, và tăng 656 người chết, tương đương 12,75%. Đa số các vụ tai nạn giao thông 11 tháng qua đều xảy ra trên đường bộ, với các nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển phương tiện phóng nhanh, không làm chủ tốc độ, xử lý tình huống kém ở các giao lộ, ngã ba, ngã tư. Một số vụ có nguyên nhân từ hạ tầng giao thông bất cập, hư hỏng, hạn chế biển báo. Đặc biệt trong số các vụ tai nạn này vẫn có nhiều trường hợp sử dụng rượu bia, ma túy khi điều khiển phương tiện. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng khuyến cáo từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, giai đoạn cao điểm đi lại của người dân dịp cuối năm, mọi người cần chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông, nhất là không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện để tránh xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Việt Nam dự kiến đón công dân thứ 100 triệu vào năm 2023. Đây là thông tin vừa được Bộ Y tế đưa ra. Trước đó, thì Bộ Y tế cũng đã dự báo đến năm 2038, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia có dân số già với tỷ lệ dân số có độ tuổi từ 60 tuổi trở lên, chiếm trên 20%. Đến năm 2049, tỷ lệ người cao tuổi sẽ chiếm khoảng 25%, nghĩa là cứ 4 người thì có 1 người cao tuổi. Vấn đề đã và đang gây áp lực lớn về cả vật chất lẫn tinh thần lên người trẻ. Đây là những nội dung chính của hội thảo chuyên đề về già hóa dân số vừa được diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Viện Khoa học Lao động và Xã hội, hiện nhiều nghiên cứu cho thấy mức độ sẵn sàng chuẩn bị cho tuổi già độc lập của nhóm dân số trung niên chưa cao. Mặt khác, vấn đề già hóa đang đặt ra thách thức lớn cho Việt Nam khi tốc độ già hóa dân số nhanh, trong khi nguồn lực kinh tế của đất nước vẫn còn nhiều hạn chế và hệ thống an sinh xã hội vẫn còn non trẻ. Thông qua hai phiên thảo luận bao gồm chủ đề già hóa dân số, cơ hội hay thách thức, và chủ đề già rồi sao, hội thảo đã xây dựng bức tranh toàn cảnh về những thách thức của xã hội mà người trẻ phải đối mặt, những cơ hội họ có thể nắm bắt, và trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp nâng cao nhận thức và hành động của nhóm dân số trong độ tuổi từ 30 đến 44 tuổi để đảm bảo an ninh thu nhập cho cuộc sống độc lập khi về già. Đặc biệt, cần phải đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm gia tăng nhận thức về già hóa dân số. Thưa quý vị khán giả, số trẻ mắc các bệnh lý về hô hấp, cúm, số virus đã tăng cao trong thời gian gần đây, có nguyên nhân cộng hưởng từ nợ miễn dịch sau đại dịch COVID-19. Dù chỉ là các bệnh truyền nhiễm thông thường, nhưng lại diễn biến phức tạp và không theo mùa. Nhiều ca tăng nặng, thời gian mắc bệnh kéo dài. Điều này đang khiến cho nhiều cơ sở y tế trên cả nước bị quá tải. Ghi nhận của chúng tôi tại Thành phố Hồ Chí Minh. Khu nội trú, khoa hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây có 262 giường bệnh, nhưng hiện phải phục vụ cho hơn 400 bệnh nhân dao động theo ngày. Đó là chưa tính những ca bệnh cần được hỗ trợ hô hấp đã được chuyển đến phòng hồi sức tích cực. Ước tính trong tháng 11 này, lượng bệnh nhân nội trú tăng lên gấp đôi so với những tháng trước. Hôm bữa là 10 ngày, là bác sĩ qua ngày thứ 11 bác sĩ cho về rồi. Nhưng mà tối ngày thứ 10 nó lại sốt lại nên mới ở tới thời gian bây giờ. Dù ở đây là đông đúc ngột ngạt nhưng mà em cũng vẫn phải ở đây để thuê võng nằm vì con em còn bệnh nên về nhà em cũng không yên tâm được. Thì cũng vất vả cái chỗ là giường á, mình nằm đôi á, tại vì bé cũng lớn cho nên nằm đôi không được, cho nên là mình thuê cái võng nằm ngoài đây. Không còn cách lựa chọn tại vì hoàn cảnh ai cũng gặp mà, mình cũng hoàn cảnh với người ta thôi. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, tình trạng quá tải bệnh nhi mắc bệnh hô hấp cũng đang diễn ra. Trong đó có nhiều bệnh nhân trở nặng. Đây là các bệnh nhi từ các tỉnh thành khác chuyển đến trong điều kiện bệnh nặng hơn sau khi điều trị ở địa phương không khỏi. Công việc thì không phải riêng của mình mà tất cả mọi người luôn, anh chị em thì đều rất là cực, bệnh rất là đông luôn. Những người trực đêm thì còn cực hơn nữa. Tối là mọi người nhiều khi không ăn luôn. Đó, không ăn luôn, là không phải là không ăn mà là không có thời gian để ăn. Đó là hầu như đa phần mọi người chỉ uống nước thôi. Phân tích của các bác sĩ cho thấy, lượng bệnh nhi tăng cao có nguyên nhân cộng hưởng do nợ miễn dịch sau thời gian giãn cách xã hội và giảm tiếp xúc trong thời điểm dịch bệnh trước đó. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển miễn dịch của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, làm tăng mức độ nghiêm trọng của các bệnh thông thường ở trẻ em trong thời kỳ hậu COVID-19. Trong thời điểm đó, thì các cháu ở nhà, thành ra các cháu không phải tiếp xúc với những mầm bệnh virus khác. Thật ra vì vậy trong mùa Covid thì chúng ta thấy rằng những bệnh đường hô hấp khác nó lại giảm. Nhưng mà ngược lại, bệnh giảm nhưng lại không tạo cho cháu cái khả năng miễn dịch. Vì mỗi lần các cháu tiếp xúc với virus và những mầm bệnh khác sẽ sinh cho các cháu những cái đáp ứng miễn dịch mà không loại vaccine nào
rồi có thể cung ứng đầy đủ cả. Vì vậy, khi mà hết dịch bệnh COVID, các cháu đi học trở lại, trong điều kiện khả năng miễn dịch của các cháu chưa được hoàn thiện, thì cái vấn đề mà gia tăng trở lại bệnh hô hấp của nhiều nơi trên thế giới cũng như Việt Nam. Thứ nhất là cho trẻ uống nước đủ lượng nước mỗi ngày. Thứ hai là về vấn đề dinh dưỡng cũng phải là cần chú ý. Thứ ba nữa là cũng vệ sinh ở tại nơi trẻ sinh hoạt á, cho nó vệ sinh sạch sẽ. Và cái nữa là vệ sinh mũi thường xuyên cho trẻ. Đặc biệt là đối với những trẻ mà có biểu hiện của triệu chứng bệnh lý đường hô hấp á, thì cũng nên đưa đi bác sĩ chuyên khoa để được khám sớm và tư vấn để điều trị kịp thời, để tránh để vấn đề trẻ mà diễn tiến mà mình để trễ thì vào nhập viện thì trong quá trình điều trị nó sẽ rất là khó khăn. Hiện các bệnh viện cũng đã chuẩn bị nhân lực, vật lực để sẵn sàng ứng phó, không bị động khi lượng bệnh nhi được dự báo sẽ còn gia tăng vào dịp cuối năm. Sau vụ ngộ độc thực phẩm tại trường iSchool Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố kiểm soát chặt chẽ về thực hiện an toàn thực phẩm trong các bếp ăn bán trú tại cơ sở giáo dục. Hiện các trường học đều có quy định đại diện phụ huynh học sinh cùng tham gia giám sát an toàn thực phẩm để đảm bảo bữa ăn bán trú cho các em học sinh. Ghi nhận tại các cơ sở giáo dục tại Hà Nội. 6 giờ sáng, chị Kim Oanh, đại diện cho phụ huynh, đã có mặt tại trường để giám sát quy trình giao nhận và kiểm tra chất lượng thực phẩm cho bữa ăn bán trú trong ngày của học sinh toàn trường. Ngoài chị thì còn có đại diện ban giám hiệu, giáo viên, thanh tra, công đoàn, cán bộ y tế trong trường cũng phải có mặt từ sớm để giám sát quá trình này. Như chúng tôi tham gia các quá trình kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là cách chế biến tại ngôi trường và trực tiếp xem các con ăn uống về chất lượng các bữa ăn thì chúng tôi yên tâm hoàn toàn và đảm bảo dinh dưỡng cho các con. Nguồn gốc thực phẩm của trường em lấy từ những cơ sở an toàn có biên bản và cam kết với nhà trường. Mỗi người sẽ phụ trách một khâu. Trường tiểu học này hiện có hơn 1.400 học sinh tham gia ăn bán trú, nên việc kiểm soát an toàn thực phẩm bữa ăn cho các em, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Ngay từ đầu năm học, nhà trường cũng đã có quy trình kiểm tra thực phẩm và phân công công việc cụ thể tới từng lớp để tất cả phụ huynh nắm được, đồng hành hỗ trợ nhà trường trong công tác kiểm tra, giám sát quy trình thực phẩm đảm bảo an toàn. Kiểm tra cái thực phẩm đầu vào. Và bước thứ hai là cái bước kiểm tra khâu sơ chế. Và bước thứ ba là cái bước mà chúng tôi chia thực phẩm, thức ăn đến suất ăn đến từng học sinh. Thế và để đảm bảo được điều này thì tất cả từng thành viên trong nhà trường cũng như cha mẹ học sinh đều cùng phải chung vai, góp sức và cùng phối hợp để giám sát và kiểm tra những các cái khâu đó. Theo các chuyên gia, mặc dù đã có những quy định khá đầy đủ về an toàn thực phẩm trong trường học, nhưng việc thực hiện, áp dụng các quy định đó lại phụ thuộc vào vai trò của nhà trường trong việc quản lý bếp ăn. Thì chúng tôi bao giờ cũng yêu cầu là các trường ấy, ký với các nơi thì những nơi đó, các cơ sở đó phải được đảm bảo về điều kiện an toàn thực phẩm. Thì đâu đó vẫn còn có những nơi, có thể vẫn còn các trường mà lại không để ý cái đó, vẫn ký với những nơi mà không đảm bảo, chưa được chứng nhận đủ điều kiện. Thì đấy là một cái nguy cơ rất lớn. Cái thứ hai là trong quá trình người ta đến trường nấu ở trường, thì nhà trường và đặc biệt là vai trò phụ huynh học sinh mới rất quan trọng trong vấn đề giám sát các nguyên liệu đầu vào, trong quá trình chế biến, rồi trong quá trình phục vụ các em học sinh. Từ vụ ngộ độc tại trường iSchool Nha Trang, Khánh Hòa, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học. Dù vụ việc đã bị khởi tố, nhưng vẫn chưa thể vơi bớt nỗi lo của nhiều phụ huynh gửi con học bán trú.